À, More Than Words. More Than Words phải, White Lies. More than words to save you. More than words. Hay thế. Chết rồi. Xúc cảm á? À, tôi không hiểu nhạc đâu. Anh cái rồi. Được đấy. Mình học đi, bây giờ mình dạy tao. Không, em đang học rồi. Thì tao bảo mình cứ học khủng đi để không biết anh có nhạc A điểm A M có phần mềm học mà. Ông nhìn tay ở dưới vậy chỉ có một kéo thôi, chủ yếu bấm ở trên thôi. Là nhiều kiểu gì tiếng mà đấu người nhà vào bây giờ. Dạ rồi quên. Anh em mình làm cái mẹt đi. Cái mẹt là cái gì? Mình rốt đi, cái mẹt tí đi qua kém tiền vào chứ còn để làm lấy cái. Thế chúng mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng như càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê. Hey yeah. Đưa em đi các phương bao tháng năm bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đường Hà Nội nhẹ nhàng ấm mát dịu dàng đậm chất thơ. Một ngày xa một cảm giác lòng chợt nhớ. Đưa em đi vào phong trần bao tháng năm đã úa màu. Gọi tên đường phố cổ, chiều nhạt nhòa hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm. Một thanh xuân về thật lâu để ta biết. Đang sinh. Khoa chăn nuôi trồng trọt. Chăn nuôi trồng trọt đi anh. CNTT. Chào các bạn, mình là Ngọc Anh, mình sinh năm 92, đang là sinh viên năm thứ 2 trường Kinh tế Quốc dân. Mình cũng thuộc chương trình không gian sơ khai sáng và quê mình ở Hà Nội. Xin mời bạn cạnh mình. Đi biểu luôn. Khôn nhỉ, chương kinh tế mà khoan gì. Nên nghe chị. Khôn thế này ai? Luôn đi. Chào mọi người, mình là Tín. Mình là sinh viên thì Bách Khoa. Tình trạng. Đang nhầm ngũ. Cái này là sắp được đi lên Facebook rồi nhá. Chú cẩn thận. Bây giờ em có thể trợ tướng được ai đó. Đang nhầm ngũ. Này nghe bạn ngay bên cạnh. Biết chị chưa? Chắc chị chưa? Dinh. Ô lại Nam Định nhỉ? Sau đây là Nam Định. Nam Định. Chờ mãi. Thứ
là sinh viên năm 3 của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế, Quế Giới, Thanh Hóa. Cũng vẫn đang nhầm nó. Cái này đang nhầm nó bên cạnh này. Cậu ơi, cậu chỉ một người lên. Này anh ơi, có bị ghen đấy. Em này. Em à? Thế để ai quay hộ em bây giờ hay em tự sướng nhỉ? Tự sướng đi. Xin chào tất cả mọi người, thì là mình tên là Bằng, sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách khoa Hà Nội và đến từ Hưng Yên. Là thành viên của IDC và cũng đang độc thân. Thật không? Thật à? Thật không? Đúng rồi. Ăn nhãn xong rồi lòng thì có thể tiến lên nhà với em. Vâng. Lòng sang đây. Dạ em chỉ người tiếp theo. Chỉ luôn đi ạ. Chào các bạn, mình là Chi, mình sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Bách Đại học. Đấy nhá, em vừa tốt nghiệp Bách khoa xong. Trường Quốc gia Hà Nội, mình học khoa Tài chính Ngân hàng. Quê mình ở Nghệ An. Hết. Tình trạng giọng. Chi ơi, nói giọng Nghệ An đi em. Thôi ạ, bây giờ nói giọng Nghệ An đây ngại lắm. Tình trạng cũng đang nhầm ngó. Chị em. Luôn đi. Chị em. Dạ. Quê của Hưng Yên xong nhìn em. Em bảo là có mỗi hai người Hưng Yên nên là. Không, nhưng mà thực ra quê ở Hải Dương. Đấy, Hải Dương. Ôi, Hải Dương chứ nào Hải Dương em? Hậu ạ, hậu ơi, Hải Dương thấy là bánh đậu xanh ăn ngon. Ngon à? Ngon. Lần sau câu lạc bộ phải ấy đâu. Ừ, hôm nay đến thì bánh gai Hải Dương cũng là đặc sản em. Lòng cho anh. Hậu ơi, bánh gai Hải Dương cũng là đặc sản à? Đúng. Bánh gai Nam Định. Bánh gai. Bánh gai không phải. Bánh gai Thanh Hóa. Chị chẳng biết. Nó chỉ bán nhiều thôi. Ok, mọi người muốn ăn bánh thì tí nữa sẽ liên hệ với người họ sao? Chiếu đi. Còn hai người đấy. Lớn xe nhỉ, chiếu từ lớn xe nhỉ. Bằng tuổi đấy. Anh Đức có tách nhanh nhỉ? Đó là Trang, học năm cuối trường ngoại thương. Chị đây. Chị rồi. Chị đây. Em xin lỗi. Chiều khoa nào ạ? Đến từ đâu à? Tí nữa có con họ rồi đấy. Quan họ thì cần có giọng vang rèn rèn đẩy. Giọng của tớ không vang không dậy không dậy không dậy. Không sao, có khi ta đệm rồi. Xin hỏi mọi người thế này. Thế này là nguy hiểm. Nhìn vào anh Minh tình trạng độc thân này. Vẫn còn mà hai người mà, còn anh Trung với cả em này. Em Quỳnh. Vừa nãy em nhầm nhá, tình trạng thì không phải là độc thân. Đang có dấu hỏi chấm. À, thế này hết hy vọng rồi. Chỉ tiếp đi chị. Anh Trung và em này. Em Quỳnh. Cái gì cũng chẳng là trai. Đấy. Ở đây còn 3 bạn. Còn 4. 3. Bên đây là chưa xác định. Rồi điện vui điện thoại của em xong chưa đã? Xong rồi thì tiếp tục rồi. Em tên là Nguyễn Thành Lam. Em đang học ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Em đang là thành viên của câu lạc bộ IDC. Nên là bây giờ thì em sắp có người yêu rồi. Sắp tức là đến tầm 2 năm đúng không? 2 năm đúng không? Xong rồi hôm nay. Sau rồi hôm nay. Vừa quyết định xong. Ờ đúng rồi anh ơi, vừa quyết định anh ạ. Cẩn thận đấy. À nhầm, vừa quyết định rồi. Cái này nghi hiểm. Thế là sắp có rồi. Quê em thì em quê ở Vĩnh Phúc. Đó là cách cầu, hôm qua cầu Thăng Long là đến nơi thôi. Bên kia sông Hồng. Lãng mạn. Cái đấy con tách thì sao? Bên kia xuống. Con tách sao nhá? Con tách để sau nhá. Đây con tách để sau nhá. Còn hai người chưa giới thiệu đâu. Chỉ tiếp đi. Ok, còn Quỳnh và anh Trung. Trung, anh Trung. À,
Không sao, em bé nhất để có sao đấy. Kìa. Bé tuổi nhất. Em tên là Cùng. Em là người bé nhất ở đây. Năm nay học lớp 5 lớp 11 ở trường Nguyễn Tất Thành Hà Nội. Thế mà bảo bằng tuổi bằng. Đâu em ở em mà. Quên rồi em. Đừng tin. Sao lại không tin? Em không tin. Anh nhầm chị không tin. Ừ em không tin thì tốt. Quê em ở Thái Nguyên á. Thái Bình chứ. Quê Hà Nội. Nghệ An còn quê ngoài. Quên rồi em ở chỗ nào vậy ạ? À cậu có biết anh Sơn không? Biết. Anh Sơn. Thì đấy là một huyện. Đầu lớp 11 mà chị. Bạn tớ ở đây. Có thấy thế à? Đầu riêng thông tin. Tình trạng. Còn tình trạng mà. Em vì đang học lớp 11 thì tất nhiên là tình trạng. Ơi nhưng mà anh làm sao biết được? Ừ, đọc kênh 14. Giờ trẻ nó khỏi, nó giỏi lắm. À thế à? Nói như kiểu đêm hồi. Tất nhiên là đọc. Con gái đi khoa làm gì cho khổ chị? Chà đẹp thì nếu chị em ra rồi. Thế chị nói thế. Bạn giới thiệu như vậy là tương đối ổn đúng không? Có mọi người có ai không nhớ tên nhau không? Thôi chết. Thì đại là không đúng không? Không, anh ơi vừa toàn đẩy cái câu cuối cùng thôi anh ạ. Nên là không nhớ hết tên. Tức là đặt dấu hỏi chấm này hay là đang nhòm ngó này hay là cái đấy thì nhớ rất rõ anh ạ. Nhớ rất rõ, còn hầu hết là cái đầu tiên là tên này là không ai nhớ. Anh nhắc cái đấy để cuối cùng. Nên là kinh nghiệm. Kinh nghiệm lần sau để lại rằng là chúng ta hãy để lại tên của mình sau cùng, sau khi tất cả những cái thông tin khác đã qua rồi thì để lại cái tên cuối cùng, thì cái cuối cùng kia mọi người nhớ nhất. Hôm nay chúng ta có đàn đúng không? Đây là quay mà, thế dễ chuyển ở đâu? Dạo qua góc công viên tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên, một Hà Nội rất thân quen. Mặt trời hồng rạng rỡ, phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài lê thê. Hey yeah. Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn. Ngồi ăn một quán ven đường, Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp, dịu dàng đậm chất thơ. Một ngày xa, một cảm giác lòng chợt nhớ. Đưa em đi qua phong trầm, bao tháng năm đã úa màu. Gọi tên từng phố cổ. Chiều nhạt nhòa hồ hương lung linh ngọt ngào hoa sữa thơ. Một mùa xa, Oh no. The song we sang together. Oh yeah. Oh no. Oh yeah. Oh no. Oh no. Hát tiếp đi. Được, hát được rồi.